được nghe tiếng pháo nổ rộn ràng. Đây cũng là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm đất trời giao thoa thiên nhiên và con người trở nên gần gũi nhất. Đúng rồi, khai lễ mấy gia đình cụ bàn làm gì trống đèn giao thừa. Vào ngày 30 Tết thì ông bà ngoại của mình sẽ cúng Tết đi. Đúng rồi, cúng Tết đi là một truyền thống đồ đẹp trong nháy để cô chuyên để tổ lòng biết ơn người tổ tiên. Ông bà ngoại của khai lễ cương nhận dày. Ông bà ngoại tự dọn dẹp bếp sạch sẽ rồi làm một mâm cỗ và một mâm trái cây ngũ quả để thắp hương mời gia tiên cùng về ăn Tết với gia đình mình. Mến cùng tay bà ngoại, mến rất kinh ôn bà tổ tiên nên mình cùng rất tưng bà mẹ. Đúng vậy Alex, vì ba mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con mình. Cùng trong chủ đề.